tự nhiên giống như bị hành vậy đó, tự nhiên trong má ông cứ đi vòng 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 ngoài nắng vô thùng vậy đó. Thùng lớn này, bò thấy này một thằng nó nổi.
Là con thấy đã mắt mở không lên nên lấy hai cái tâm trống lên này. Quá quá đời quá mệt này. Chị chăm đi hành nó sao đi tới lui hoài. Từ bị hành đó, không mọi người phân giác hết rồi. Chanh rất là cực luôn. Rất là cực đi tới đi tới. Nói chứ nó suối lạnh nên mấy anh em lấy uống nha cho đỡ mệt nha. Hôm nay là cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Anh em chị anh chị em YouTube rất là nhiều luôn. Đã hỗ trợ chăm từ bên Thao Bãi bên quận 10 qua đây. Và đi chuyến này xong, chuyến này là chủ yếu là nhu yếu phẩm, đồ ăn, đồ uống, chứ là nước, non, thuốc men. Thì đi chuyến này xong về chăm sẽ xin bà con nữa. Là chuyến sau này là chăm sẽ xin bà con gạo với lại tập bút viết rồi cho mấy bé bắt đầu nước lũ ra rút từ từ. Rồi bắt đầu bà con mình sẽ bắt đầu nấu cơm, đồ ăn, uống được rồi. Và các bé sẽ trở lại đi học. Nên chuyến sau là chăm sẽ xin mấy cái đó. Bà con cô bác nào thương thì cứ gọi Zalo cho chăm, gọi là nhà số chăm là 0902459042 nha. Dạ, có cái gì thì tìm gọi cho chăm, chăm sẽ nhận gạo, tập bút, sách, gạo, rồi bé đi học cho mọi người nha. Dạ, 0902459042. Dạ, cái đó chăm xin cho. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều đó. Dạ, chung tay dạ. Trời ơi, chị ra là một chị ra là 10 người chăm nữa. Thường dướng tay dướng chân à, để 10 bạn đó người ta làm được gì à. Chị ra rỡ có chuyện gì rồi ảnh hưởng tới mọi người đó. Đang đi chăm có động lực sao em ra rồi mọi người chăm sóc em rồi vất vả cho mọi người nữa. Giữa đường mà ngã ngang một cái thiếu oxy thở không nổi, ngã ngang cái rồi báo người ta nữa, thôi ở nhà cho nó lành đó. Mình cho mọi người đem ra đây rồi anh chị em bạn bè rồi các bạn tình nguyện viên thiện nguyện ở ngoài rất là nhiều đó, nên sẽ là có cái đầu này ở ngoài chăm sẽ cập nhật hình ảnh đi công bố ngoài đó cho mọi người thấy và rồi sẽ tới tận tay bà con hết. Anh còn mấy tấm áo mới sản xuất luôn. Chuyến sau thì anh sẽ vận chuyển lên. Ok anh, cảm ơn anh Phúc Khang. Dạ, cảm ơn chị Trâm nha. Dạ. Mấy ngày trời rồi cả nhà là tập kết ở bên Kho Bãi, sau đó là đã chuyển qua bên hôm của anh Minh Vũ để về chỗ này chung tay.